Được cảm ơn Đại Đức đã nhận lời tham dự chương trình chúng tôi ngày hôm nay. Trong những năm vừa qua thì cái câu chuyện cắt xén khẩu phần ăn của các em học sinh đã được nhắc đến rất nhiều. Tuy nhiên cho đến bây giờ thì cái câu chuyện đó vẫn thường xuyên lặp lại. Đại Đức nghĩ như thế nào về cái câu chuyện đáng buồn này? Đức Phật luôn luôn dạy các chúng sinh là không nên làm các điều ác, nên làm cái việc lành. Đấy, giữ tâm ý trong sạch, đó là lời chư Phật dạy. Đấy, thế cho nên là chúng ta làm cái gì, chúng ta nên làm các việc lành, tức là thiện, việc tốt. Ví dụ như là mình làm gian dối, bớt xén, hoặc là làm những việc thất đức khác thì đó là việc xấu, việc ác. Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cũng đã có ý kiến cho rằng là cái việc cắt xén khẩu phần ăn của các em học sinh cũng là một tội ác. Nếu mà nghĩ về cái công sức thì nó cũng rất là khó, có gì có thể là mình có thể trả hết cái công đối với những cái người mà làm cái nghề phục vụ như vậy. Đấy. Tuy nhiên rằng là xét về góc độ cụ thể về vật chất ấy, thì chúng ta nên là làm cái gì có tính chất là chúng ta một hai là hai, có nghĩa là chúng ta nói như thế nào thì chúng ta làm đúng như thế, và chúng ta làm sao nó phải bảo đảm an toàn. Cái điều đấy là quan trọng, về nhất là an toàn thực phẩm, vì môi trường sống chúng ta làm sao cho nó được tốt đẹp, tránh cái xấu, điều xấu kiểu như là thực phẩm bẩn, làm những cái điều mà có tính chất là không đúng sự thực ấy. Tức là mình nói mình làm không đúng sự thực, cái điều đó là cái điều nó sẽ gây cái hậu quả không tốt cho mình và cho mọi người. Cái việc cắt xén khẩu phần ăn của các em học sinh thì nó xuất phát từ lòng tham, nhưng mà những người đang làm đó không ý thức được rằng là chúng ta chỉ cắt khẩu phần ăn gây nghiệp với một em, mà với số lượng học sinh như hàng trăm, hàng nghìn, và cái câu chuyện nó diễn ra ngày qua ngày, thì đây cũng là một cái việc mà chúng ta tích lũy cái lượng nghiệp rất nhiều hàng ngày. Điều này có đúng không thưa Đại Đức? Cái việc mà con người chúng ta đã đang làm những điều xấu cũng đều xuất phát từ cái lòng tham của con người. Thế nên là cho nên là Đức Phật dạy rằng là chúng ta biết đủ thì chúng ta sẽ có được cái sự an vui, có sự hạnh phúc. Và nếu mà chúng ta không biết đủ thì cuộc sống chúng ta sẽ bị dẫn dắt và lôi kéo để chúng ta làm những điều xấu, điều ác, thì chúng ta sẽ bị trở nên con người xấu và bị đọa vào những cõi ngã quỷ và súc sinh. Thế do đó mà dưới góc độ nhìn nhận của thầy thì mong làm sao để mỗi con người ta khi chúng ta làm việc gì chúng ta cũng cân nhắc và cũng nghĩ đến cái hậu quả của nó. Thay vì cái việc là chúng ta hàng ngày chúng ta tích lũy một cái lượng nghiệp rất là lớn, thì chúng ta có thể là dồn tình thương để mà hàng ngày nấu những cái bữa ăn cho các em với mong nguyện là các em được khỏe mạnh hơn. Kể cả với những trường học ở các tỉnh xa không có điều kiện như ở các thành phố để mà có bữa ăn đầy đủ chất dinh dưỡng, thì ngay với cái tâm nguyện đó thì chúng ta đã có thể tích lũy được thêm rất nhiều những cái thiện nghiệp. Đúng rồi, tất nhiên rồi. Trong tất cả các cái việc công đức, việc lành ấy, thì không phải là chúng ta chỉ có đến chùa làm việc công quả hay công đức cúng dường tam bảo mới là việc tốt, mà trên cuộc đời này thì tất cả những cái việc gì có thể mà chúng ta làm để mà có tính chất là tốt đẹp, an vui cho cuộc sống thì đó là những việc làm công đức, những làm tốt đẹp. Đấy, do đó mà chúng nghĩ rằng là đấy, tất cả những cái việc làm hàng ngày của mình mà mình luôn luôn nâng cao cái ý thức trách nhiệm đối với cái phận sự của mình, cái công việc của mình, cái bổn phận của mình. Khi mà chúng ta làm cái việc gì ấy, thì chúng ta nghĩ tới mọi người, đấy, nghĩ tới cái sự an vui và hạnh phúc của mọi người. Từ có thể là từ những người bằng tuổi, người lớn, có thể là những người ít tuổi hơn, và có thể các cháu nhỏ. Nếu mà chúng ta xuất phát bằng cái tâm của mình, nên mình nghĩ rằng là mình là những người mẹ, người phục vụ, như là người mẹ hiền để mà phục vụ và giúp đỡ cho các con, các cháu của mình, thì mình làm bằng cái tâm như thế thì chắc chắn là dù cái thức ăn đó hay là cái thực phẩm đấy, nó dù nhỏ hay dù to nó quan trọng, nhưng mà nó đem đến cái sự an vui và hạnh phúc, đấy là điều quan trọng. Một lần nữa xin cảm ơn Đại Đức với những cái chia sẻ hết sức bổ ích ngày hôm nay.